Mỹ có quá nhiều điều phải lo, từ từ Mỹ nó cũng giải quyết. Liên Xô Mỹ nó tốn hơn 40 năm để xử mà. Nói chung bây giờ Mỹ nhiều quá đã lo, nhưng mà cái ông tổng thống này ông yếu quá. Ông già rồi em hiểu không? Ông già rồi, ông có drama. Ví dụ như đưa ông Trump lên là ông ví dụ ông Trump ông quýnh là ông quýnh nhiều đường. Một là ông lên tweet ông quốc. Mà ông quốc tweet trên đó là media nó khai thác bụp bụp luôn, là truyền thông nó cân bằng. Hiểu không? Đó, rồi xong một cái đường họp hành là quốc ra bằng văn bản nữa. Còn ông này ông tới ngày ông họp không họp nội dung gì thì không nói. Đời tổng thống này thấy Mỹ yếu yếu làm sao? Ủa ai biết luôn, dân nó bầu tôi chịu thôi chứ giờ tôi nói gì giờ. Mà theo thầy thì thấy có yếu không thầy? Thấy yếu thiệt. Yếu thiệt luôn Nói chung thì à? còn vẫn có những việc ông làm được, nhưng mà có một cái là mình nhìn sơ sơ thấy nó không có men. Thấy nó cái kiểu giống như nó không xứng là đệ nhất cường quốc. Theo tôi, Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ có những chiến lược sâu rộng hơn, năng lượng sạch, hòa hợp với các đồng minh lâu đời. Trước mắt thì ông là thấy ông tốt để quanh lâu dài đập mộng nó vậy. Ừ, tôi chỉ đồng ý ông là cái chuyện mà vế đầu thôi, chỉ có chỗ chấm thôi nha. Còn trước mắt thì thấy không tốt, nhưng sau kế hoạch dài hạn Mỹ lâu dài gì đó thì nó chưa nó xua. Nói chung là tôi theo tôi thì nên làm khác nữa, chứ bản thân cái ông này đâu hòa hợp được. Ông này muốn hòa hợp là phải tới nhà ông cụ 45 này nọ mời cà phê pháo đồ. Chứ còn giờ hai ông này cạch mặt nhau là nước Mỹ nó bị chia. Mà nước Mỹ nó bị chia rồi thì fan ông kia thấy ông này làm gì bập hết rồi, chứ đâu cần biết đúng sai. GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,2%, giúp được lạm phát. Cái nền thấp 2 năm nay, Covid anh nghĩ có tươi sáng không anh? Thì giờ tươi sáng không, cuộc sống của em, cuộc sống gia đình em, cuộc sống bạn bè em, cuộc sống trong vòng đó có tươi sáng chưa, ai biết trời. Cái tươi sáng cái đèn tối là nó tùy thuộc vào cái góc nhìn của mỗi người và tình trạng của mỗi người. Ok, thí dụ như em mới chốt được hợp đồng á, tự nhiên tươi sáng à. Còn giờ bung tiền ra nhập hàng, tự nhiên đô lên hơi lên lên cả nùi, cái tự nhiên tôi thôi à. Em làm trong em ví dụ làm trong xuất nhập khẩu nha anh, là thấy không có tươi chỗ nào hết á. Đó, hàng hóa thì sản xuất chậm mà lại không ngon nữa, mà lại hả logistics hiện giờ gấp 3. Gấp 3 là gấp 3 về cước phí, gấp 3 về thời gian. Rồi bút tàu thì lại không có chuyến, container lại không có sẵn. Về Việt Nam thì kẹt cầu kẹt cảng. Hiểu không? Thấy không tươi chỗ nào hết á. Nghe Anh chưa bao giờ nói là trong cái cuộc đời làm ăn logistics năm nay là tươi nha, chưa bao giờ never. sao Còn thí chưa dụ chưa như em làm công ăn lương tháng 6 triệu thì nào như nấy à. Cùng lắm áp lực lên tô phở ổ bánh mì này nọ thốn chút đỉnh. Nhưng mà em đâu thốn bằng người Nga đâu mấy em. Anh đọc báo sáng đó, người Nga bà kêu bà đi chợ. Bà đi siêu thị á, mà anh dùng chữ đi chợ cho vui. Bình thường á là hết 1.000 rúp, giờ ra 1.200, ủa giờ ra 2.000 bà mém xỉu luôn. Một tháng bà income là 21.000 rúp, bà làm bác sĩ. Đó, nó là bả nói nha, tôi không biết. Hồi nay anh có xem bài về kinh tế Nga đó các bạn, gì Nga tăng trợ cấp để cho gì kinh tế đó. Thật ra đụng tới mà cái vụ kinh tế của Nga là nó hiếm lắm quý vị, nên ra được bài nào phải trân trọng bài đó chứ nó không có nguồn đâu đọc. Còn bài hả kinh tế Mỹ khỏi đọc, đọc nó nhan nhản luôn rồi. Một ngày đăng cả 100 bài. Kinh doanh với đầu tư khác nhau thế nào vậy anh Duy đẹp trai? Kinh doanh là anh nè, nó còn đầu tư tham dự mấy cái lớp em bỏ tiền ra mua này mua kia rồi đó. Có một bạn thì bỏ tiền ra mua coin Luna đồ, rồi chơi lớn chơi Bitcoin. Không mà có bạn đầu tư là giống như mua nhà mua cửa, rồi mỗi lớp bất động sản nó ra dự án đó, kéo như đông như quân nguyên, nó đi làm ghê lắm. Nhiều khi mình thấy mua nhà mà giống như đi trại hội rồi. Mỗi lúc mấy lần công ty bất động sản nó làm event lắm em, đông kinh luôn. Ở gần gần chỗ anh cũng có hai ba cái xe bus bự bích bùng luôn, chở đi coi dự án gì. Vậy mai mốt em ráng trao đổi kinh doanh này nọ, chứ đầu tư nghe ảo ma quá. Kéo nhau đi họp lớp không thấy thằng nào đi làm là sao? Nói chung là nên làm ăn nếu em, gọi chữ đầu tư nghe trừu tượng đó. Đầu tư thì nó đúng đối tượng và đúng tầm cỡ gọi đầu tư. Chứ giờ người ta quảng cáo mấy cái app này app nọ, bà có 10 ngàn bà làm gì dư, thôi đầu tư vô đây đi năm được nhiêu, nó nghe thấy mệt. Mười Nghe ngàn thấy bạn mệt đầu thiệt tư. chứ. Nói chung nó ảo ma lắm bạn ơi, xã hội giờ ảo nhiều cái ảo lắm á. Mình đi ngang mình thấy mình lắc đầu cười nhẹ đi, thấy ai dính cậy họ chứ giờ nói gì vậy. Chuyện làm ăn của người ta mà nói vô nó ghét nữa. Giờ mới thấm hai chữ bạn bè mà mình ngã xuống nó không mau nâng mình lên, nó chỉ đạp đầu. Nói chung hồi xưa thì em Di cũng khuyên chị An Nhiên rất là nhiều, tại ít ra trong cuộc đời này Di Nguyễn tỉnh không có vụ này lắm. Còn chị An Nhiên chỉ phụ nữ mà, người ta nói là phụ nữ với phần lúc đó chỉ rất là coi trọng hai chữ đồng bào, mà chị không hiểu được, hiểu không? Chị không hiểu được nên bị lợi dụng.
phụ nữ thì người ta cảm xúc nhiều hơn, ừ, đúng không thầy? Vào này đọc tin tôi quế thiệt á. Thôi ông quế gì ông ơi, tuổi ông tôi giờ thế buông xu như thế cuộc đi, để cho mấy bạn trẻ làm cho làm. Tôi ông lo kiếm tiền tối đi nhậu rồi. Còn ví dụ như ông thích nhậu nhậu, tôi thích, thì sau này tôi kiếm tiền tôi đi gọi là go around the world. Châu Âu, Tây Ban Nha rồi thầy. Đương nhiên đi nước Tây Ban Nha, đừng nhắc mày, dạo này mất công tao nói tao bú farm Tây Ban Nha, hiểu không? À. Thật sự thấy Tây Ban Nha con khỉ đâu, tao cũng đâu thích Tây Ban Nha đâu mày. Không, ông quan điểm anh thiệt luôn, hai đất nước mà dùng Iberia nó không thích lúc nào. Mặc dù mấy người đó chạy bên so ghê lắm nha, nó ồ cái gì định cư ta định cư gì? Định cư Bồ Đào Nha gì có mấy triệu, có mấy tỷ rồi ba. Rẻ hả? Rẻ bèo luôn á, đồ Manta mắc chừng Bồ Đào Nha nghe nó rẻ. Trời ơi, mấy người chạy dịch vụ cư trú định cư đó. Hôm nay chạy quảng cáo hôm qua trời đất luôn, rồi Bồ Đào Nha rẻ lắm. Xong rồi nó nổ bà cố luôn, đạo nền giáo dục nhất thế giới rồi gì ăn xin xội nhất thế giới, mấy cái gì nhất chân nợ mày có đóng sao không khai. Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha đang bị đóng nợ nha quý vị. Có nguy cơ gì không thầy? Mà xứ Catalan nó ghét Tây Ban Nha lắm. Xứ của Messi á. Còn tự nhiên dạo này bà mấy thằng báo chạy vô cái đảo điếc gì nhỏ nhỏ, tôi đợi tôi chưa biết cái đảo đó gì luôn á. Nói về đảo trên thế giới này bao nhiêu cái đảo khe khỉ khô cái đảo đó. Tự nhiên cái đảo đó nó nổi tiếng mà trong khi cái đảo ví dụ như Venice nó nổi tiếng biết nhiêu mà biết luôn. Cái đảo Venice nó là vừa là chứng nhân lịch sử nữa mà nó vừa độc đáo, nó nhiều cái. Tự nhiên cái đảo gì ta nhá, không biết đảo Malacca, Loca, Lâu Kiết gì. Nói về cái kiến thức về du lịch á, tôi thì cũng nói chung á cũng có cái tầm mà chơi được á, chứ không nói kém đâu quý vị. Thì có Duy Nguyễn mà ra nước ngoài cái nó hỏi mình Korea không à. Nhiều khi cũng hơi quế thiệt. Hỏi are you from Korea? Cái nói no, cái nói Japanese? No. Thêm lâu lâu thằng ngáo nó hỏi Italian nữa. Trời ơi ông nội ơi, tôi mất xanh, tôi mũi tẹt vậy, ông nói tôi Italian. Cái nói Việt Nam không? Việt Nam bro. Nói really? Tại chắc để tóc hai mái đó mà em với da trắng này nọ, tướng đô nữa. Cái vụ bị tố hiếp dâm bật đi cổ xí. Cứ hát bài ca trái đất này của chúng mình mà sống thiếu văn minh thiệt. Có đâu thiếu không? Thì tôi thấy không có chút xíu văn minh nào luôn á. Tôi mở miệng ra thấy chơi gái là thấy không có văn minh rồi đó. Tôi nói thiệt á. Chuẩn mực vậy là thấy không có văn minh rồi. Tôi còn bữa nay có một bài báo tôi trẻ đăng lên tôi cảm thấy ưng. Ít ra nó đúng trọng tâm rồi, đúng trọng điểm, và cái bài báo nó giải quyết được nhiều vấn đề. Nó là cái gì? Nó là ok bạn hãy sống văn minh để đừng ảnh hưởng tới Việt Nam, đại loại giống những quan điểm trước đây Duy nói thôi, mà bài báo chia sẻ bên bay đâm trọng đó. À, chứ thay vì bây giờ cái chuyện đó thì mình phải có cái xử lý cho nó văn minh, chứ không phải là cái chuyện đó mình bay vô mà thể hiện sức mạnh cộng đồng mạng, bay vô cắn tập tập bập bập rồi xong rồi bóc phốt nào nào cái gì bên Tây Ban Nha bao nhiêu đường dây lừa đảo lừa tịnh gì không biết có không nữa, đúng không? Và làm mấy cái đó để được cái gì? Các bạn đây công tâm cho lời coi, làm để được cái gì? Tòa án đâu có tha cho bạn đâu. Mình là nạn nhân thôi. Nhưng mà còn làm xấu hình ảnh mình thêm nữa thì có những cái quế lắm nha quý vị. Mình thì mình không muốn đi vô mấy cái chuyện drama đâu, mà cũng có xã hội nó mệt đầu lắm, nó phiền hà lắm. Tại vì mình không phải là kiếm tiền trên YouTube. Mình không có thích đi vô những cái đó, nhưng mà có những chuyện mình cảm thấy đôi khi rưng lệ trong tâm. Tại vì mình là một người đi nước ngoài khá nhiều. Nó cũng ảnh hưởng nhẹ nhẹ tới mình chứ không phải giỡn đâu nha. Bữa nào hứng hứng nữa là mẹ Mỹ nó lôi đầu đi phỏng vấn lần nữa mệt lắm chứ. Tại tôi đang được chế độ ưu tiên mà tôi renew, tôi đâu còn đi phỏng vấn đâu. Nó phỏng vấn nữa đuối ba. Không biết mà ra đại sứ quán đi, lãnh sứ quán Lê Dững này nọ. Ủa gì quá. Lãnh sứ quán Mỹ ở số 4 Lê Dững á. Trời đất ơi, ra đó tôi đi xe hơi, hiểu không? Tôi đi xe hơi mà đó đậu xe không bao giờ được đâu. Vòng vòng ở đó kiếm bãi đậu. Không phải lủi vô này kia để đậu. Xong thầy đi bộ ra thầy. Ừ, xong đi bộ ra đó. Không đi taxi thì đưa tới luôn. Mà bạn đi ra đó thì bạn nhìn coi, dòng người á, dòng người bên trái, dòng người bên phải, hai dòng người. Tức là trước cổng đại sứ quán á, thì nó có mà lề đường bên trái, lề đường bên phải, ông hiểu chưa? Yeah. Cái lề đường mà ngay cổng sứ quán á, là lề đường get line hợp pháp. Còn cái lề đường bên kia đó là lề đường gọi là giống như là ra ngoài đó sợ sợ, ồ cho điện này cũng chưa, rồi nó kêu hỏi gì ABCD ngồi cái lề đường đó chém gió. Tức là cái lề đường đó nó bu rất là đông. Đó, rất là đông dòng người, người ta chém gió trước kinh nghiệm phỏng vấn làm sao để hồi đứng rớt ABC. Rồi xong cái dòng cái lề đường bên kia là cái dòng lề đường get line. Tức là ngày đó lãnh sứ quán người ta đặt 15-20 số đó, người ta kêu bằng tới get line đó 15-20 phút vô. Nó nên cái thằng mấy anh cha nội mà sầm sàm mà đi xếp hàng số 4 là vững mà là mấy anh cha bú láo. Hiểu không? Tức là get line là có nhưng mà không phải là tiêu cực, đó là cái sự gọi là bình thường tới lượt mình vô thôi. Chứ không phải là get line chồng trực độ này nọ kia ABC. Cái đó là thêm mắm giảm muối. Đó. Mà gửi hồi kỳ tôi đi tôi gửi trong Bắc Kinh cá nhân không? Tức là Bắc Kinh giống như giờ ở Sài Gòn thì có mấy cái lô đất trống trống biết của ai á.
Rồi xong rồi có một đơn vị đó đứng ra thầu dưới xe, xong đậu điếc mình quăng chìa khóa lại các kiểu vậy. Thử quăng luôn. Không, tôi đi mẹ kia mà. Nên nói chung á, mấy bạn không đi nước ngoài á, bạn to mồm lắm. Tôi nói thiệt, có nhiều khi trên mạng quan điểm sống của các bạn thấy không chuẩn chỗ nào hết. Mà khi mà tương tác nói chuyện với mấy bạn đó mình cũng ngại nói nữa, thôi dù ok. Mà mình chỉ nói đơn giản mọi người có quan điểm, có suy nghĩ, chúc bạn thành công thôi chứ nói gì giờ. Đó, nhưng mà những cái đối tượng đi nước ngoài mình hưởng rất là nhiều. Ngay cả sau này các bạn đi xuất khẩu lao động thì đoạn đường đi nước ngoài bán sức lao động đi mà nó khổ chứ đừng nói. Hỡi người quân tử vô danh, chơi bông sao là bẻ cành kế bên. À, thủ tướng Úc qua thăm Ukraine. Mà có ông nội, con mình ông Biden ông chưa đi thôi chứ thấy ông nào ông đi rồi nha, ông đó ngay thiệt chứ. Bởi vậy khi ông Biden ông chẳng có men mà ơi, tôi thiệt á. Tôi cũng chán bàn ổng lắm rồi. Tại vì ổng làm cho cái nền súp của tôi điêu đứng rồi. Thì tôi cũng chán bàn nội đó lắm luôn á. Mà ngay cái chuyện mà giờ qua thăm Ukraine ông chơi còn chả men nữa. Trâu không uống nước đố ai đè đầu trâu. Thì chuyện đó đương nhiên, chuyện đó rõ ràng rồi, anh đâu có lương trong chỗ này đâu, em sẽ anh em. Mấy thằng không cùng quan điểm mà không có ý thức đi bay mà nó quay ra nó chửi. Không, nó có học đi bay đâu mà nó đi bay không? Quan điểm chuyện này chưa chắc chuyện khác cũng vậy, nên đã chơi nhau tôn trọng quan điểm của nhau, thằng nào sai quan điểm, sai pháp luật thì né ra, không nên chơi với nó. Thì từ đó đó, xong bài báo bữa nay có bài báo nó là tại sao học sinh phương Tây nó học ngu mà ra trường nó giỏi. Má phải thằng báo giết ba gai. Lạ ta. Nó giết vậy luôn á, nó giết cho học dốt luôn. Một bài báo khiến em khá là tò mò. Ủa nhưng mà em nói vậy cũng đúng rồi, ví dụ như các cái cuộc thi Olympic thì không có nói gì được, nói kiểu vô lâu. Tức là mình phải nói nè, tại sao học sinh bên nước ngoài học đơn giản. Nó học đơn giản hơn Việt Nam mình nhưng mà nó ra trường nó lại giỏi hơn. Nó nói gì nó mới khách quan mà nói vậy nó mới có tình cảm mày. Tự nhiên mà nói tao học ngu. Đúng không mấy em? Thấy dùng từ vậy nó hơi nặng. Tức là ở nước ngoài vậy, nó học rất là đơn giản, nó học những cái để nó sống thôi. Mà còn những cái để đi thi nó cóc cần học. Vậy thôi à. Đó, nên nó học rất là đơn giản nhưng mà ra trường nó không phải học lại, tức là những kiến thức đó đi làm luôn. Vậy thôi. Cái gì em mới coi tờ báo xin đề cập vấn đề giới trẻ đi ăn lẩu 3 giờ đêm thay vì ban ngày quá bận. Thiết nghĩ giới trẻ bây giờ lạ quá luôn anh, có những ý tưởng táo bạo. Ủa, xin miễn hiểu mày. Má 3 giờ đêm tao đi ngủ chứ nhìn ăn uống gì giờ đó trời. Mà quán nào bán giờ đó cũng đọc vậy. Bán giờ đó như là cũng hay ấy đó mấy em. Ông Di nói chuyện luôn thủ thả, luôn thòng lại câu cuối để phá mỏm anti-fan, biết điểm dừng ở đâu để nghỉ, đồng thời luôn cương nhu đúng lúc. Đó là cái tôi nể ông Di lâu nay rồi, nhớ mua shop BBT ủng hộ nha. Thành phố Hồ Chí Minh muốn xây cảng biển 6 tỷ ở Cần Giờ, này anh biết rồi em. Tức là mới muốn thôi, nhưng mà để cho thành sự thật thì chắc là so long. Thứ nhất cũng có rất nhiều cái vấn đề ta phản biện nữa trong vấn đề này. Tại vì mấy cái cảng cũ thì khai thác công suất chưa hết. Mà cảng Cần Giờ, cảng Cái Mép lại như thế nào nữa. Cái Mép nó dư địa còn nhiều nữa, ôi chung nhiều lắm em. Còn cái mục tiêu là trở thành cảng gì? Cảng trung chuyển tầm cỡ châu Á. Tức là tầm cỡ khu vực về châu Á thì theo anh thấy nó rất là lớn. Tại cái vị trí của Việt Nam mình nó không nằm ở cái đường hàng hải. Ok. Nên nó, và nền kinh tế Việt Nam mình nó cũng không đủ lớn để mà làm được cái chuyện đó nữa. Nên thấy nó cũng hơi, nói chung là giấc mơ con đè nát cuộc đời con, nó hơi quá sức, lên tạ nó hơi nặng. Này muốn thành hiện thực thì phải uống thêm Olip, rồi phải có thêm BT đỡ tạ nữa. Đề xuất miễn giảm học phí cho trung học cơ sở. Thì cái này anh đã lên bài rồi, anh cũng nói rồi. Thì giờ nước mình cũng phát triển rồi, tiền cũng nhiều rồi, thì anh nghĩ nếu được á thì nên miễn giảm luôn cho cấp 3 nữa. Tại cái nhu cầu đi học là nhu cầu tối thiểu người ta cần. Thì mình đi theo xu hướng thôi. Thì nếu được thì miễn giảm học phí cấp 3 luôn, mà đừng thu thêm mấy cái phí đặc bạc. Vậy thì lấy đâu ra cân bằng? Học phí mầm non thì tăng lên chút. Học phí đại học tăng cấp 2 cũng được. Thì cái đại học á, Việt Nam mình giờ thấy nó đại trà quá. Ai học đại học hết á. Học xong mà làm gì? Đọc báo đó. Thất nghiệp, làm trái ngành, đi xin việc làm không được, học tiếp cao học. Xong rồi có người thì màu xanh áo ráp. Thì vì học đại học để làm gì? Nên đại học có nên tuyển ít lại để đào tạo cho nó chất lượng hơn và tăng học phí lên. Thằng nào không có tiền á, em không có tiền học đại học á thì đi mượn. Trời đó, nhà nước hỗ trợ liên kết với mấy nhà băng á cho mượn tiền học đại học đồ. Hoặc là các trường cấp học bổng cho mấy em nhà nghèo hiếu học. Còn nghèo học dở thôi nghỉ luôn đi. Đỡ tốn tiền cha mẹ đi học nghề. Đi học nghề sau này ra làm cho Samsung, Apple, Intel đồ.
đúng không? Vậy là ngon rồi. Ngon. Làm nó dễ gì đâu, đúng không mấy em? Làm nó không khó. Thứ nhất, mấy bạn học nghề, bạn học TOEFL, mấy cô hoa hậu TOEFL 8 chấm, cao quá. Du học in du học IELTS thì 6.5 cao quá, bạn IELTS 5 chấm bạn đi làm công nhân được rồi. Lúc đó trả cho bạn 15 triệu một tháng, đẹp cả đôi đường. Đó, mới vô thử việc 15 triệu một tháng, bên Mỹ công nhân 3.000 đô một tháng, Việt Nam này 1.500, xong là được nhiều 45 triệu một tháng. Ủa, lộn, 30 triệu một tháng. Ngon. Quá ngon. Đúng không? Tại sao á mà không được cái đồng lương đó? Tại vì các bạn lao động chất lượng chưa cao thôi. Thì khi mà đào tạo được cái đối tượng lao động vậy á, thì bạn nghĩ coi, lên không? Còn do đào tạo cái gì đâu, không, không có thực tế. Còn xong rồi mấy doanh nghiệp đi toàn dạy lại không? Các bạn chưa bao giờ nghĩ chỉ là mình phải đào tạo một cái bằng trung cấp để cái bằng đó nó làm việc cho những cái đối tượng nào đó, ha. Chưa bao giờ nghĩ đúng không? Thí dụ giờ làm cho đối tượng high class giống như là giờ Apple, Intel, Intuổng gì đó nãy mình nói rồi đúng không? Thì giờ phải đào tạo đó, năm đầu vô học dặn ốc dặn dít đồ, tìm hiểu chip đồ, học tiếng Anh đồ, xong năm 2 vừa học vô công ty thực tập luôn, vậy là bao ngon. Tại giờ cứ nghĩ học đại học thì làm class nào cũng được thầy. Thôi, không có class nào, không làm được class nào hết á. Nó tức là các bạn chưa khai thác được hết con đường trung cấp. Con đường trung cấp là diện đường bên Mỹ học 2 năm đó làm trung cấp chứ là gì? Bạn thấy Mỹ học 2 năm làm thợ hồ chưa? Chưa. Thầy nói bạn đi vô mấy cái community college đó, bạn coi cái ngành construction đó. Ngành construction làm thợ hồ chứ làm gì? Học 2 năm đó. Chứ đâu phải học 2 năm ra làm kỹ sư ba. Kỹ sư lên trên kia. Tức là cái lao động người ta chất lượng cao. Bạn thấy giờ ở Việt Nam mình làm công nhân cho Samsung thôi cũng ngon rồi đó. Ngon mấy chỗ khác rồi đó. Làm cho VinFast cũng ngon nữa. Làm cho VinFast tặng xe đi làm luôn cái gì đó. Tặng hay bán rẻ gì đó, mấy xe điện rồi đó. Học phí 90.000 tháng học sinh nông thôn, 45.000 tháng rồi đó bằng tháng học sinh nghèo thì được hỗ trợ học phí. Đang nói cấp mấy thôi bạn ơi, bây giờ đi theo xu hướng đi, bạn đừng có nói những cái cụ thể, bạn đừng có nói những cái hiện tại rồi bạn đi bạn chấp nhận những cái hiện tại là đúng. Bạn hiểu không? Vấn đề ở đây là gì? Cái nhu cầu học tới lớp 12 là nhu cầu tối thiểu. Còn cái chuyện mà nhu cầu học lên nữa đó là nhu cầu nâng cao. Bạn nâng cao thì bạn phải trả tiền. Chuyện đó đương nhiên. Đó, mà hiện tại thì trả tiền ít, đúng không? Để đào tạo ra nó đông mà chất lượng nó không cao thì giờ thu tiền mắc lại cho nó ít lại mà chất lượng hơn, thế thôi. Mà em thấy miễn phí học phí tới lớp 12 vì cũng hay. Nếu miễn phí 12 năm thì cha mẹ cũng đụng đỉnh tiền để dành 12 năm cho con học đại học. Với điều kiện mình học giỏi nha. Còn nếu mình học dở quá thôi đừng bào tiền cha mẹ nữa nha em. Theo anh có nên dùng thuốc bổ sung nhiều không anh, hơn sức khỏe không anh? Cái này có ảnh hưởng túi tiền thôi em. Quan trọng mình có tiền mình chơi không, chứ mẹ thực phẩm bổ sung ảnh hưởng sức khỏe là thôi uống rượu chết chết tại chỗ. Anh cho nói vậy thôi là biến trả lời nhiều lắm em. Tại giờ xã hội Việt Nam mình dân trí nó ngộ lắm. Nó thằng kia nó ghét thằng giàu. Trong bộ khỉ ghét trong ăn. Ông thấy thằng kia xài súp nó phải tìm đủ mọi cách nó phút quốc đó. Mày xài súp mày lõn xương, mày xài súp mày yếu sinh lý, mày xài súp mày teo thận đồ. Mà trong khi cuối cùng nó ước có tiền thôi chứ không có gì trơn, nó có nó xài ông nội người ta rồi. Nó vậy thôi mấy em. Nó nên tụi em sống tụi em đừng đi về cái riêng, đi tới cái chung đi. Xã hội nó vậy đó. Thì mình từ cái chung đó mình có cái tư duy bật ngược lại là ra cái riêng. Thấy không? Chứ giờ anh nói gì nữa. Nó nói hồi sao ông Duy Nguyễn nói đây nó bán hàng thôi. Thôi kệ mẹ mày, mệt quá. Anh sống 3-7 năm rồi, anh nghiệm nhiều cái lắm em. Thực tế có này nọ kia. Chua chát đó. Tụi em còn trẻ mà, nó lật chừng vài lần mới chín nè. Giống như cái trứng chiên vậy thôi, lật chừng 2 lần mới chín đúng không? Tụi em mới là cái trứng thôi, nhiều khi còn chua chui ra khỏi con gà nữa. Đâu có hiểu được cái ở trong bụng mẹ mà ấm áp quá, đâu hiểu được môi trường giá lạnh tới cỡ nào. Mà môi trường giá lạnh thì con người ta đối xử với nhau, lúc đó đập bể cái trứng ra, ốp la, rồi chiên, rồi đứa thì là gì gọi là gì trụng nước, rồi đứa bỏ miệng ăn luôn.